Em này thì rất là đáng mua các bạn nhé. Ngay bây giờ để mình review cho anh em thấy được cái lợi ích của em nó nhé. Đây, đầu in thì anh em thấy là cũng bằng kim loại và có hai cổng luôn, là cổng C và cổng USB. Như vậy chúng ta sẽ thoải mái cắm ở những cái nguồn out C hoặc là nguồn out USB đều được. Đây, mình sẽ cắm luôn vào đây, cổng USB thì cắm vào đây. Anh em thấy có báo đèn và chúng ta sẽ sạc cho iPhone được, bởi vì nó có một cái đầu là Lightning BD 27W đây. Ok chưa, sạc đó ngon lành rồi. Anh em sử dụng đến những chiếc iPhone 15 chẳng hạn đi, anh em chỉ cần rút cái đầu này ra là nó có C 65W để anh em sạc cho iPhone 15 của anh em nhá, sạc ok luôn. Những chiếc điện thoại Samsung, Oppo, Vivo với chân sạc C anh em cũng có thể sạc được đây, rất là ngon lành anh em nhé, rất là ngon lành đây. Ok chưa đó. Và khi mà cái nguồn out của anh em nó là C thì anh em chỉ cần rút cái đầu này ra là anh em cũng có thể cắm một nguồn C và sạc tương tự. Như vậy với một cái em cáp rất là đa năng và tiện ích như thế này mà giá thì rất rẻ, chúng ta sẽ không cần phải sử dụng nhiều sợi cáp rườm rà như trước đây nữa. Chỉ cần một em này là chúng ta đã thay thế được rất là nhiều sợi cáp, đúng không đó. Và ngon như thế, chất như thế mà giá lại rất rẻ. Dây dây của em nó thì được bọc dù nên rất là bền rồi. Và độ dài thì cũng khoảng 1 mét, rất là thoải mái để anh em dùng. À, và anh em nếu như muốn sở hữu cho mình em cáp này thì chỉ cần bấm vào giỏ hàng góc trái ở đây để đặt mua nhá.